Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Thủ tướng loay hoay hết ngược Bắc lại xuôi Nam. Tội này của ông Phạm Minh Chính không làm gì ai cả. Có lẽ Covid-19 là giặc chính hiệu, là kẻ thù số 1 của Đảng kể từ khi Mỹ cút Ngụy Nhào. Dịch Covid-19 chỉ ra vô vàn những bất lực và bất khuất đã được hệ thống chính trị che giấu với hơn 100 triệu người dân cả nước. Từ sự rỗng rúc của mảng an sinh xã hội, sự vô dụng của hệ thống nhà nước đến sự thiểu năng và vô văn hóa của đội ngũ cán bộ nhân sự từ trên xuống dưới, từ xã lên huyện, lên tỉnh và trung ương. Các tập đoàn như Nike, Adidas, Puma và nhiều hãng nữa đã lần lượt rút khỏi Việt Nam. Loạt điện thoại thông minh Pixel 6 của Google và loạt tai nghe iPod mới nhất của Apple cũng sẽ được sản xuất tại Trung Quốc thay vì Việt Nam như dự kiến. Như vậy, thất bại hoàn toàn. Đây là bài báo đăng tin hãng Nike đã rút khỏi Việt Nam. Giám đốc điều hành của hãng thời trang Sinigo Antic Bozer mới đây đã nhận xét rằng kinh tế Việt Nam đã hoàn toàn sụp đổ do các chính sách phong tỏa nghiêm ngặt trong thời kỳ đại dịch. Bà cho biết đây là thời điểm không tốt cho Việt Nam vì các lô hàng trong mùa lễ hội cần phải thực hiện ngay lập tức. Bangladesh, Ấn Độ, Sri Lanka và Indonesia đều là những lựa chọn tốt, bà nói. Cho đến nay, Việt Nam đã phải đóng cửa rất nhiều nhà máy sản xuất quần áo và giày dép do số lượng ca nhiễm COVID-19 vẫn đang gia tăng và tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất hàng đầu của thế giới, chỉ trên 9%, tương đương với châu Phi mà thôi. Đến giờ, các xe ô tô các loại cũng không được tự đi lại liên tỉnh, máy bay không được bao nhiêu chuyến, người dân ra khỏi nhà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt thì khó có thể kéo được đầu tư nước ngoài. Do dịch đóng cửa đã quá lâu, mọi thứ trở nên rệu rã hết cả rồi. Người dân cũng dần lượt bỏ các thành phố lớn, các doanh nghiệp không còn công nhân. Thẻ xanh, thẻ vàng tiếp tục phá nát nền kinh tế Việt Nam, đánh sập tất cả những gì còn lại. Bằng chứng là châu Âu và Mỹ, những nơi áp dụng thẻ xanh thì những nhà hàng, trung tâm thương mại phá sản dần dần. Do không ai vào, năng suất kinh doanh giảm hơn 60%. Người dân bỏ vùng đất sinh nhai Sài Gòn, Bình Dương, Hà Nội và nhiều thành phố lớn khác để trở về quê quán trốn dịch chẳng qua là vì họ bị bỏ đói. Ngoài ra, không có lý do nào khác. Lẽ nào người đã ra những chỉ thị 15, 16, 19 lại chỉ nghĩ đến phong tỏa, khoanh vùng, cấm mà không nghĩ đến miếng ăn, sự sống cho dù là qua ngày của những con người ở nơi đó. Nhưng sự thật thì quá phũ phàng, chính phủ đã không nghĩ đến điều ấy thật. Đến khi người dân kêu la đói khát thì họ mới phản ứng bằng cách nói lấy sức dân, lo cho dân. Đây là kiểu làm của Đảng Cộng sản Việt Nam, mọi thứ đổ lên đầu dân. Đây là hình ảnh sau những tháo chạy của hàng chục ngàn người về miền Tây, về Tây Nguyên vào sáng ngày 4 tháng 10, hàng ngàn người tiếp tục rời bỏ Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, đã di chuyển đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Vẫn không ổn nên mới có di biến động dân cư, hết ngược Bắc rồi lại xuôi Nam, thật là khổ cho người dân Việt Nam. Rất là tàn nhẫn, tình trạng dân tìm cách thoát hiểm này vẫn và đã đang tiếp tục xảy ra ngày một lan rộng. Và chính phủ đã làm gì? Cơ quan chức năng và lãnh đạo và quản lý của Đảng và Nhà nước đã để đợt dịch này như một trò cợt nhả người dân hay sao? Vậy người có trách nhiệm đầu tiên không phải là ông Phạm Minh Chính, vừa là Thủ tướng, vừa là trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, thì là còn ai vào đây nữa? Cơn đại dịch đã trải khắp năm châu, đã đi qua rất nhiều nước trước đây cả hơn một năm. Gương sáng, gương tối, đủ cả. Tại sao chính phủ vẫn không ngó đến một tí một rút kinh nghiệm cho người dân được nhờ, để đến tình trạng bi đát, kinh hoàng như hiện nay và chưa biết bao giờ chấm dứt? Cái áo ướt tới bụng của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính khi đi vi hành mùa hè dịch ở Sài Gòn không phải vì công sức khó nhọc mà vì ông đã quá mập. Noi gương tiền thân, ông vung tay, vẫy chào, không khí, diễn vai lãnh tụ rất sâu, rất bài bản. Rồi về, ông dạo ai cho qua lên lớp, họp ban, chửi quan bé thuộc cấp, không kiêng nể gì, chửi như chửi chó, công khai, trường giá, đe nẹt, hạch sách. Mà thật ra là lỗi ở ông, là người đứng đầu chính phủ đã không có lộ trình chống dịch cụ thể. Cứ phong tỏa, rồi lại phong tỏa, bất chấp hậu quả, rồi đi đẽo cày giữa đường, làm quân quyền rối mù, không biết đâu mà lần. Ông lại quan liêu,
trừ địa phương giãn cách mà không biết để làm gì, trong khi họ đang làm theo chính lệnh của ông đưa ra. Lộ trình này có hay không phải là do nơi ông đưa ra chứ? Dư luận xã hội đã đặt câu hỏi. Và chúng ta ai cũng biết cuộc di biến động dân cư trong mùa dịch chỉ xảy ra ở Việt Nam như vậy. Đây là hình ảnh đặt hai đứa con của mình, đứa lớn gần 5 tuổi, đứa nhỏ gần 3 tuổi lên chiếc xe tự chế bằng gỗ. Anh Đặng Văn Liêm, 43 tuổi, ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai thở dài nói rằng: "Suốt 4 tháng nay tôi mất việc làm, chỉ quanh quẩn ở nhà, tiền bạc không có. Đồ ăn giúp cả gia đình cầm cự mấy tháng qua đều do các nhà hảo tâm hỗ trợ. Tôi cùng hai đứa con đã bắt đầu đi bộ về quê từ Trảng Bom, Đồng Nai lúc 10 giờ sáng. Bây giờ đã gần 21 giờ tối rồi mà mấy cha con mới đi được tới Bình Chánh thôi." Ở các quốc gia khác, dù chỉ lockdown tức là phong tỏa giới nghiêm, nhưng người dân lập tức nhận được sự hỗ trợ, chuỗi cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm vẫn hoạt động như bình thường. Chỉ thị phòng chống mạch lạc xuyên suốt nên xã hội của họ không có gì biến động dân cư như ở Việt Nam trong thời gian giãn cách, và cuộc sống bình thường mới của họ như là chẳng có gì mới cả. Riêng ở Việt Nam thì nước mắt người dân đã tóe ra thành nụ cười méo miệng. Lẽ ra ông Phạm Minh Chính phải biết về cuộc sống hiện hữu của giới lao động chật chội, mặt sát mặt ở những khu nhà trọ, phải biết những khu ổ chuột mà họ thuê mướn để tá túc qua ngày, nó tệ hại đến như thế nào. Đó cũng là nơi mà các ổ dịch có khả năng lây lan rất nhanh, đơn giản vì đời sống chen chúc. Khi biết mình không thể chu cấp được cho dân, thì lo mà giãn dân ra, đưa họ về quê tránh dịch trước, thì đâu nên nổi. Đó cũng là nhận thức, nhân đức và lòng tự trọng mà lẽ ra một chính quyền luôn phải thể hiện với người dân. Nhưng đằng này thì hoàn toàn ngược lại. Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam đã bỏ mặc người dân. Ở thành phố đông đúc thì lây 10, về quê thưa thớt thì lây 3. Cứ nhẩm tính sẽ ra tổng số ca nhiễm của cả nước. Lại vừa chia nhau chữa dịch, lại ít có nạn y tế bị tập trung, quá tải, dẫn đến chết người số lượng lớn. Đây là hình ảnh ngoài đoàn xe máy trở về Tây Nguyên, vẫn có đoàn người đi về Tây Nguyên bằng cách đi bộ. Quá khứ vừa qua cho thấy ở các địa phương nơi thưa dân, dịch tễ đã được khống chế rất hiệu quả, không lây lan tràn lan ở các đô thị đông đúc. Đằng này lại nhốt dân, lại còn bỏ đói thì chưa loạn vẫn còn là may. Thật hú hồn. Cái mục tiêu kép mà ông Phạm Minh Chính đưa ra thì nghe thật là hay, rằng vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Nhưng giờ đây đã phá sản, tan tành. Để mà giữ được công nhân ở lại cung ứng sức lao động cho chuỗi sản xuất, thì ông Phạm Minh Chính chỉ cần bảo đảm cuộc sống cho họ thì họ sẽ vượt chốt để và không về quê để làm gì. Đằng này, Đảng và Nhà nước lại để hàng nghìn tỷ đồng xây các tượng đài vô bổ. Tiền hỗ trợ cứ coi như là có đi mà đến tay người dân cũng chẳng được bao nhiêu, vì quán tính hoạt động theo kiểu bí mật, giết lầm hơn bỏ sót, lại do cái đám thuộc cấp khóm phường được truyền máu lạnh nên hành dân. Hở ra là ăn chặn, hết đầu này đến đầu kia, nên dân chẳng còn được gì. Nói thật, chẳng có gì khó cả. Nếu có ý thật và có tiền, thì cứ thông báo ai có hộ khẩu thường trú hoặc lưu trú thì xếp hàng, mang sổ hộ khẩu, lãnh rồi đóng một cái mộc vào sổ là xong. Chứ đâu phải nhiêu khê đến như vậy. Riêng cái vụ xếp hàng, lãnh trợ cấp, thì người giàu có, quan chức, sang chảnh, họ không xếp hàng đâu, sĩ diện lắm. Những trường hợp gian lận bị phát hiện thì sau đó có thể truy thu lại, phạt và cấm cửa, hỏi khó ở chỗ nào. Nhà nước này miệng gang tay thép cơ mà. Với dân đã thế, còn với thuộc cấp, ông Chính chỉ biết sẵn sàng, sẵn giọng quan tòa, quát nạt, cứ như là bố người ta. Ông cũng coi các nhà đầu tư như thuộc hạ của mình, đòi san chia trách nhiệm, trong khi người ta không có trách nhiệm này. Đây là hình ảnh bộ tam quyền lực từ trái sang, bao gồm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thưa với ông, họ làm ăn và đóng thuế theo luật pháp của Việt Nam đã là quá đủ, đã là gánh đủ trách nhiệm rồi. Còn nhà của ông dựng, con của ông nuôi, chứ hà cớ gì bắt người ta phải nuôi họ. Mặt khác, ông mang tiếng được người dân bầu lên và ăn lương là tiền thuế của dân thì phải phục vụ nhân dân, có thế thôi. Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là như vậy đấy. Đầu đậu như thế thì ai thèm chơi với Việt Nam nữa. Nói dối quen mùi, ăn mày quen thói, ông Phạm Minh Chính ăn phải đũa của ông Đỗ Mười
vừa cay vừa độc. Và quên đi câu hỏi thuế của dân đóng để làm gì, mà chỉ cần dõi theo bước ông Chính điều động từ khi ông nắm chính quyền là biết ông thuộc loại giai cấp nào, tài cán ra sao. Người ta nói ngu dốt cộng với nhiệt tình thành ra phá hoại, rất đúng với trường hợp của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính hiện nay. Quản lý nguyên cả hệ thống hành pháp của đất nước mà không hiểu kinh tế thị trường là gì, lại mang trong người dòng máu quan liêu thì chỉ có mà triệt dân hại nước, từ chết đến bị thương, cứ từ từ mà xem. Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thời trước còn lỡ ngỡ mà vui nhưng mà không nguy hiểm. Còn ông Thủ tướng đương thời Phạm Minh Chính thì rất nhiệt tình, vung tay chỉ trỏ, vốn là dân công an, lại kiến thức lúa nông làng xã, nên đất nước đã u tối lại càng thêm phần u tối. Rõ ràng, ông Chính vừa thể hiện sự thiếu nhân cách, vừa thể hiện sự ngu muội của mình. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nhận ra điều này, nhìn về tương lai, dễ gì ăn ngon ngủ yên, dễ gì có thể xuôi tay nhắm mắt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2021 với bản tin Thủ tướng loay hoay hết ngược Bắc lại xuôi Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.